Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 6, trang 42-47, sách Cánh Diều, bài 9, Tiết kiệm. Yêu cầu cần đạt là nêu được cái khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện, nước. Hiểu vì sao phải tiết kiệm, thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập, nhận xét, đánh giá được việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh, phê phán những biểu hiện lãng phí. Đầu tiên phần khởi động, hãy trao đổi với các bạn xung quanh và chia sẻ trước lớp. Em mong muốn mua một món đồ nhưng không đủ tiền và cũng không muốn xin tiền bố mẹ. Em sẽ làm gì để thực hiện được mong muốn đó? Thì tình huống em mong ước mua được một món đồ nhưng không đủ tiền và cũng không muốn xin tiền bố mẹ, thì để có tiền mua món đồ đó em sẽ là lập kế hoạch chi tiêu, hạn chế tối đa khoản chi tiêu không cần thiết, thực hiện dự án kiếm thêm tiền là bán giấy cũ tiết kiệm tiền lì xì Tết, vân vân. Tiếp theo phần khám phá. Số 1, thế nào là tiết kiệm? Đọc thông tin và trả lời câu hỏi: tấm gương sống giản dị và tiết kiệm của Bác Hồ. Hằng ngày Thông tấn xã Việt Nam đều đưa bản tin lên cho Bác Hồ xem. Khi in một mặt, Bác phê bình là lãng phí giấy. Sau đấy, Thông tấn xã in hai mặt bằng Roneo. Sang năm 1969, sức khỏe Bác yếu và mắt giảm thị lực. Thông tấn xã lại gửi bản tin in một mặt để Bác Hồ đọc cho tiện. Khi xem xong, những tin cần thiết Bác giữ lại. Còn lại người chuyển bản tin cho văn phòng chủ tịch cắt làm phong bì hoặc dùng làm giấy viết cho tiết kiệm. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau tờ in, tham khảo đặc biệt ra ngày 3 tháng 5 năm 1969. Tháng 7 năm 1969 thì Bộ Chính trị họp ra nghị quyết về việc tổ chức 4 ngày lễ lớn của năm: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lenin và ngày sinh của Bác, nhưng Bác không đồng ý đưa ra ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm. Bác nói, hiện nay các cháu thanh thiếu niên đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh nhật của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu khỏi lãng phí. Câu hỏi cảm nhận của em về Bác Hồ sau khi đọc thông tin trên. Thì cảm nhận của em về Bác Hồ sau khi đọc thông tin trên lá đà: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về sự giản dị và tiết kiệm. Cả cuộc đời người không một giây phút nào không nghĩ về người dân. Bác luôn làm những gì có lợi nhất cho dân, tiết kiệm từ bữa ăn, từ những mẫu giấy để cho người dân và các em nhỏ để có giấy đến trường. B. Lối sống tiết kiệm của Bác Hồ được thể hiện qua lời nói, việc làm. Lối sống tiết kiệm của Bác Hồ được thể hiện qua lời nói, việc làm. Khi xem xong, những tin cần thiết Bác giữ lại. Còn lại, người chuyển bản tin cho văn phòng chủ tịch cắt làm phong bì hoặc dùng làm giấy viết cho tiết kiệm. Toàn bộ đoạn mở đầu bản di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau cái tờ in, tham khảo đặc biệt ra ngày 3 tháng 5 năm 1969. Bác nói, hiện nay, các cháu thanh thiếu niên đã sắp bước vào năm học mới. Giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh nhật của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu khỏi lãng phí. Tiếp theo câu C, qua thông tin trên em hiểu thế nào là tiết kiệm, người như thế nào được gọi là người có lối sống tiết kiệm? Thì qua thông tin trên em hiểu tiết kiệm là biết sử dụng hợp lý, có hiệu quả của cải thời gian, sức lực của mình và của người khác. Người biết tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu, có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. D. Em học tập được gì từ tấm gương của Bác Hồ về lối sống tiết kiệm?
Thông qua tấm gương của Bác Hồ về lối sống tiết kiệm, em học được những bài học sau: tái sử dụng những thứ vẫn còn dùng được, không lãng phí giấy, những mẫu giấy vụn gom lại để bán lấy tiền, những quyển vở chưa viết hết có thể dùng làm giấy nháp, không bày vẽ mà dùng để lo những cái chính giúp ích cho cuộc sống. Ngoài ra, em học được cách tiết kiệm tất cả mọi thứ, từ tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm tiền bạc, đồ ăn, thức uống và tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm là biết sử dụng hợp lý, có hiệu quả của cải thời gian, sức lực của mình và của người khác. B. Phân biệt tiết kiệm và không tiết kiệm. Nam sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố Nam mất từ khi cậu mới 5 tuổi. Mẹ Nam làm thuê, vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng Nam hay đua đòi, không muốn thua kém bạn bè nên luôn đòi hỏi mẹ mua nhiều thứ từ đồ chơi, quần áo đẹp đến điện thoại thông minh. Mỗi khi Nam đòi mua đồ mới mà mẹ nói nhà không có tiền thì Nam thường giận dỗi, có khi còn dọa bỏ học. Hai nhỏ biểu hiện của tiết kiệm. À, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Thì các em quan sát hình ảnh ở đây. Thì hình ảnh đầu tiên đó là về thời gian. Tiết kiệm, đây là một cái đồng hồ và tiền. Thì đây là tiết kiệm về thời gian và đây là hình ảnh về nước. Tiếp theo là điện và tiết kiệm bằng bỏ ống heo. Như vậy, câu hỏi A, em hãy nêu cái nội dung và cảm nghĩ của em khi quan sát cái hình ảnh trên. B, tiết kiệm được biểu hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của con người. C, hãy lấy ví dụ từ bản thân hoặc những người xung quanh để minh họa về lối sống tiết kiệm. Thì ở câu A, những nội dung và cảm nghĩ của em khi quan sát hình ảnh trên là: một, đó là tiết kiệm về thời gian và tiền bạc. Hai là tiết kiệm nước. Hình ba là tắt thiết bị điện khi không sử dụng. Hình bốn là bỏ tiền và lợn để tiết kiệm tiền. Còn ở câu B, những cái biểu hiện của tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày đó là tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi tiêu, chỉ mua những thứ cần thiết, khóa vòi nước khi không sử dụng, tắt điện khi ra ngoài, sử dụng thời gian hợp lý. Ví dụ của bản thân em về lối sống tiết kiệm là: em thường tiết kiệm giấy bằng cách những quyển vở cũ của năm học cũ chưa dùng hết, em lấy nó tạo thành tập san để nháp. Rồi em tiết kiệm thời gian bằng cách lập kế hoạch công việc hàng ngày cụ thể. Em tiết kiệm nước bằng cách dùng nước rửa rau để tưới cây. Tiếp theo câu B. Câu hỏi, em có nhận xét gì về hành vi đua đòi của Nam? B, em hãy đưa ra lời khuyên của em với Nam. C, theo em, trái với tiết kiệm là gì? Hãy cùng các bạn thảo luận và liệt kê những cái biểu hiện trái với tiết kiệm mà em biết trong cuộc sống hàng ngày. Thì ở câu A, từ thông tin trên em có những nhận xét về hành vi đua đòi của Nam như sau. Hành vi đua đòi của Nam là không nên vì em đang còn là học sinh phải biết nghĩ cho mẹ và hoàn cảnh gia đình mình. Hành vi đòi hỏi của mẹ mua nhiều thứ, đòi hỏi mẹ mua nhiều thứ từ đồ chơi, quần áo đẹp đến điện thoại thông minh, thì nếu không được đáp ứng thì thường giận dỗi, có khi còn dọn bỏ học. Hành vi này là vô lễ với mẹ. Nam là một học sinh chưa hiếu thảo, chưa biết tiết kiệm cho gia đình và không có cái mục tiêu cho bản thân. B, lời khuyên của em dành cho Nam là: Nam cần phải biết được cái hoàn cảnh gia đình mình, từ đó tiết kiệm hơn trong sinh hoạt. Thay vì đua đòi những cái thứ xa hoa, Nam nên chăm chỉ học tập, cố gắng và nỗ lực hơn để vượt qua khó khăn của gia đình. Xác định được mục tiêu phấn đấu cho tương lai để không phụ công mẹ. C. Thêm, trái với tiết kiệm là lãng phí. Những biểu hiện trái với tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày thường là: mua đồ quá nhiều mà không dùng đến, xả nước lên láng, không tắt điện điều hòa khi ra ngoài, vứt bỏ đồ ăn thừa.
Người tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 3. Ý nghĩa của tiết kiệm. A. Em hãy thực hiện các nội dung sau. Liệt kê tất cả các hoạt động trong ngày của em theo thời gian biểu. Vì sao em và mọi người phải xây dựng thời gian biểu cho riêng mình? Nếu lãng phí thời gian sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Những ai cần tiết kiệm thời gian? Tiết kiệm thời gian có phải tiết kiệm tiền bạc không? Tiết kiệm thời gian sẽ đem lại lợi ích gì cho bản thân trong học tập và trong cuộc sống? Thì các em sẽ thực hiện, các em sẽ liên hệ bản thân để chúng ta liệt kê ra tất cả các hoạt động trong một ngày và theo cái thời gian biểu của mình, và chúng ta sẽ trả lời hai cái câu hỏi đây. Thì ở đây cô ví dụ như hoạt động của em trong một ngày. Cô ví dụ ở lúc 6 giờ đến 7 giờ sáng thì chúng ta thức dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, sau đó rồi đến trường. 7 giờ 30 đến 11 giờ thì chúng ta học tập chăm chỉ tại trường. 11 giờ đến 2 giờ chiều thì về nhà ăn cơm trưa và đi nghỉ ngơi. Rồi 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều thì tự học ở nhà. 4 đến 5 giờ chiều thì tập thể dục, rèn luyện cơ thể. 5 đến 7 giờ chiều thì giúp mẹ dọn nhà và nấu cơm giúp mẹ nếu cần. 7 giờ đến 8 giờ tối thì ăn cơm tối cùng gia đình. 8 giờ đến 10 giờ tối thì làm bài tập và về nhà và chuẩn bị bài mới. Thì đây là một cái hoạt động mà cô ví dụ, còn thực tế các em như thế nào thì các em sẽ viết vào. Rồi em và mọi người phải xây dựng thời gian biểu cho riêng mình để có cách sử dụng thời gian hợp lý hơn. Quản lý thời gian chặt chẽ, làm hết những cái việc có trong thời gian biểu để đạt kết quả mong muốn. Nếu lãng phí thời gian mãi mãi thì bạn sẽ không thể nào làm hết các công việc của mình, khiến công việc bị trì hoãn, làm việc không hiệu quả, từ đó dễ thất bại. Trong cuộc sống ai cũng cần phải có tiết kiệm thời gian, cũng phải biết tiết kiệm thời gian, bởi vì tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm tiền bạc, vì thời gian là hữu hạn, thời gian trôi chảy không ngừng, nếu ai không biết quý trọng thời gian thì sẽ không có được sự thành công. Tiết kiệm thời gian sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho con người trong cái học tập và cuộc sống. Chúng ta có thể kiểm soát được thời gian trong cái quá trình làm bài tập, không bị bỏ quên bài, quên giờ học bài. Chúng ta sẽ tạo được cái thói quen tốt và khoa học, từ đó nâng cao cái hiệu quả và cái hiệu suất làm việc. Tiếp theo câu B, thảo luận về các lý do cần sống tiết kiệm của bản thân trong sinh hoạt hàng ngày, sử dụng quỹ thời gian hiệu quả học tập làm việc. Thì ở đây chúng ta con người thì cần có sống tiết kiệm tiền, vì tiết kiệm tiền thì có thể tự mình trang trải được những cái thứ có ích hơn trong học tập và trong công việc. Hơn nữa, việc tiết kiệm tiền thì rất quan trọng trong cuộc sống. Nếu không có tiền thì sẽ không xử lý được những cái công việc lớn, tiêu xài hoang phí thì đến khi cần lại không có gì để chi trả. Sống tiết kiệm thời gian để biết quý trọng thời gian, công sức mình bỏ ra. Quý trọng từng giây từng phút khiến bạn không bị trì hoãn và hoàn thành cái mục tiêu sớm hơn dự kiến là con đường đến với thành công. Trong học tập, tiết kiệm để mình luôn hoạt động hết công suất, để trong học tập chăm chỉ học tập, nỗ lực không ngừng mỗi ngày để chúng ta có thể đạt được cái thành quả xứng đáng. Bốn, rèn luyện lối sống tiết kiệm. A, giải quyết tình huống. Thời tiết mùa hè nóng bức nên Hòa muốn bật điều hòa cả ngày. Thế mà nhiều buổi tối chị Hiền lại thường tắt đi một lúc. Chị bảo hôm nay trời không nóng nữa nên tắt điều hòa đi, bật quạt cho thoáng, vừa không và bị khô da, vừa tiết kiệm tiền điện cho gia đình. Hòa nói chị cổ hủ thế, có điều hòa thì cứ bật cả ngày, có hết bao nhiêu tiền điện đâu mà tiết. Câu hỏi, em đồng ý với ý kiến của ai thì sao? Thì từ tình huống trên em có ý kiến như sau. Em đồng ý với ý kiến của chị Hiền,
cần phải tiết kiệm tiền cho gia đình cũng như môi trường. B. Thực hiện mục tiêu tiết kiệm. Viết ra giấy một mục tiêu tiết kiệm mà em mong muốn đạt được nhất. Liệt kê những cái việc cần làm để đạt được mục tiêu, nguyện vọng tiết kiệm của em hàng ngày bằng cách kẻ vào bảng và hoàn thiện theo cái gợi ý dưới đây. Thì gợi ý dưới đây là việc cần làm, việc thực hiện, kết quả. Thì ở đây cô ví dụ mục tiêu, thực hiện mục tiêu kế hoạch, mục tiêu mua được chiếc xe đạp mà mình yêu thích vào cuối năm học. Việc cần làm đó là mua được chiếc xe đạp mà mình yêu thích vào cuối năm học. Thực hiện, tiết kiệm tiền lì xì, nuôi heo đất, nhặt vỏ lon và giấy vụn để bán, chăm chỉ cố gắng học tập để có một phần tiền, thưởng. Kết quả là cuối năm học em mua được chiếc xe đạp em yêu thích. Thì học sinh cần phải thực hiện tính tiết kiệm thông qua việc đó là tránh lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí. Sắp xếp cái việc làm khoa học, bảo quản, tận dụng các đồ dùng học tập, lao động, sử dụng điện, nước hợp lý, tiết kiệm tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực. Tiếp theo là phần luyện tập. Những cái việc làm nào dưới đây là biểu hiện của tiết kiệm vì sao? A. Giữ gìn quần áo, đồ dùng, đồ chơi. B. Vẽ bôi bẩn ra sách vở, bàn ghế, trường lớp học, tường lớp học. C. Hoàn thành công việc đúng hạn. D. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. E. Thường xuyên quên khóa vòi nước. Như vậy, những cái việc làm thể hiện sự tiết kiệm là A. Giữ gìn quần áo, đồ chơi, đồ dùng. Hành động này tiết kiệm là tiết kiệm giữ gìn bảo quản các vật dụng của gia đình. C. Hoàn thành công việc đúng hạn. Hành động tiết kiệm thời gian. Làm việc có kế hoạch và đúng hạn rất tốt cho công việc của bạn. Rồi D. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Hành động tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tiền cho gia đình. Số 2. Xây dựng lời thoại, đóng vai và giải quyết tình huống. Hà đang dùng hộp bút màu rất tốt, nay lại được bạn tặng thêm một hộp giống hộp đang dùng. Nhân dịp sinh nhật, Hà định bỏ hộp bút màu đang sử dụng để dùng hộp mới. A. Suy nghĩ của Hà đúng hay sai, vì sao? B. Em sẽ khuyên Hà như thế nào? Thì ở đây câu A, tình huống trên cho em có suy nghĩ là em nghĩ bạn Hà sai vì hộp màu của cô bạn vẫn còn sử dụng rất tốt, Hà không nên sử dụng hoang phí như vậy. Em sẽ B, em sẽ khuyên Hà là hộp màu của bạn vẫn còn sử dụng được, hãy dùng hết rồi, hãy sang hộp mới như thế sẽ tiết kiệm hơn. Nếu Hà không muốn sử dụng hộp màu cũ nữa, hãy cất nó đi để làm từ thiện cho những các bạn nhỏ đang thiếu tốn và đang thiếu thốn dụng cụ học tập khác. Tiếp theo câu 3. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? A. Tiết kiệm tiền là keo kiệt bủn xỉn. B. Tiết kiệm tiền của là chi tiêu hợp lý không hoang phí. C. Tiết kiệm tiền của vừa tích nước vừa lại nhà. D. Tiết kiệm tiền của chỉ là việc của gia đình nghèo. Như vậy ở đây em đồng ý với ý kiến đó là B và C. Bởi vì tiết kiệm là cái công việc là việc con người ta biết cách lên kế hoạch chi tiêu hợp lý vào những cái công việc khác nhau trong đời sống, không sử dụng hoang phí vào những cái thứ không cần thiết. Điều đó vừa có lợi cho chính bản thân chúng ta và còn tiết kiệm cho nền kinh tế nước nhà. Em không đồng tình với ý kiến A và D bởi vì bất cứ ai cũng cần tiết kiệm trong mức quy định, cái gì cần chi tiêu hãy chi tiêu nhưng không phung phí. Những gia đình nghèo, cái việc tiết kiệm rất quan trọng, nhưng những gia đình khá giả, nếu không biết tiết kiệm sớm muộn gì cũng nghèo nàn mà thôi. Tiếp theo câu 4, em hãy cùng các bạn trao đổi bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây. Tán thành hoặc không tán thành vì sao? A. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tài sản, lao động, thời gian và đồ dùng, nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. B.
Tiết kiệm không có nghĩa là sống qua loa, đại khái, cẩu thả, tùy tiện, trong nếp sống, nếp nghĩ, nói năng, cọc lóc, trống không, tâm hồn nhiều nàng, trống rỗng. C. Hành vi thể hiện cái lối sống tiết kiệm phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của gia đình, bản thân và môi trường xã hội xung quanh. Như ở đây như vậy thì qua quá trình trao đổi cùng bạn thì các em sẽ nêu cái suy nghĩ của mình về những cái ý kiến. Thì ở đây cô ví dụ như là các em tán thành với các ý trên thì bởi vì tiết kiệm thì giúp ích cho bản thân, gia đình, nhưng nên tiết kiệm theo cái mức vừa phải, đúng theo nhu cầu của bản thân và xã hội. Rồi tiếp theo là phần vận dụng một lập kế hoạch tiết kiệm. Em sẽ rèn luyện như thế nào để trở thành người có sống lối sống tiết kiệm. Hãy xây dựng kế hoạch rèn luyện lối sống tiết kiệm của bản thân và chia sẻ với bố mẹ hoặc thầy cô giáo về kế hoạch của mình. Thì ở đây cô ví dụ như là kế hoạch tiết kiệm của em, ví dụ mỗi ngày em dành ra 10.000 đồng tiền ăn sáng để đút vào lợn, để mua đồ dùng học tập, thiết kế poster về tiết kiệm điện, nước treo tại nhà vệ sinh của gia đình để tiết kiệm điện và nước. Rồi tiếp theo là phần sưu tầm, thì em hãy sưu tầm và chia sẻ với các bạn trong nhóm những cái câu chuyện tấm gương về lối sống tiết kiệm mà em biết. Em học được điều gì từ những cái câu chuyện tấm gương đó? Thì ở đây cô ví dụ về tấm gương tiết kiệm của bác Hồ, cuốn sổ tiết kiệm của bác Hồ. Ông Lê Hữu Lập, nguyên cán bộ văn phòng chủ tịch từ năm 1858 đến năm 1969 kể rằng bác Hồ có một cuốn sổ tiết kiệm mà ông được vinh dự đứng tên Lê Hữu Lập, gửi ở quầy tiết kiệm phố Hàng Gai, Hà Nội. Tiền tiết kiệm của bác được dành dụm từ tiền lương hàng tháng còn lại sau khi trừ mọi chi tiêu sinh hoạt và tiền nhuận bút mà bác viết bài cho báo Nhân dân. Trong dịp bác đi nước ngoài dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô, là đại biểu mời, bác được đảng bạn tặng một số tiền. Khi đồng chí Vũ Kỳ báo cáo lại, bác dặn nhập số tiền vào quỹ đảng, bởi bác coi số tiền đó là của chung, chứ không để vào sổ tiết kiệm làm quà tặng trong những cái dịp cần thiết. Có lần đi trên đường đi công tác về thì nhìn thấy các đồng chí bộ đội phòng không trực chiến với dưới ánh nắng chói chang gay gắt của mùa hè, thì bác nhắc anh Vũ Kỳ bảo tôi rút số tiền tiết kiệm trong sổ của người trao cho Bộ Quốc phòng làm quà tặng để các đồng chí bộ đội phòng không có thêm nước uống. Những cái món quà của bác tuy nhỏ nhưng đã động viên rất nhiều tinh thần các cán bộ và chiến sĩ. Đáp lại tình cảm và tấm lòng yêu nước của bác, yêu thương của bác, thì cán bộ và chiến sĩ đã đạt được nhiều thành tích trong chiến đấu, rèn luyện và học tập. Đó cũng chính là những món quà của họ dâng lên bác Hồ muôn vàn kính yêu. Thì đây là một cái tấm gương về bác Hồ của chúng ta. Rồi tiếp theo số 3 là vẽ các bức tranh về chủ đề tiết kiệm. Với mỗi bức tranh em hãy viết một thông điệp để ghi nhớ, để nhắc nhở bản thân và mọi người thường xuyên thực hành tiết kiệm trong cuộc sống. Hãy chia sẻ với thầy cô và bạn bè về bức tranh và thông điệp của em. Thì phần số 3 này các em sẽ tự liên hệ bản thân và các em làm.